Bây giờ xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, con nay muốn nói thí dụ về Bồ Tát. Phật dạy, này xá lợi tử, tùy ý, ông cứ nói. Xá lợi tử bạch, Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ đại thừa như ở trong mộng, tu hành bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, ngồi ở đạo tràng, chứng vô thượng giác, thì biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy còn gần quả vị giác ngộ cao tột, Cuốn là Đại Bồ Tát khi Tình, vì cầu quả vị giác ngộ cao tổ tu hành bát nhã, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, mà chẳng mau thành quả vị giác ngộ cao tổ sao. Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy chẳng bao lâu sẽ ngồi dưới cội bồ đề chứng đắc quả vị giác ngộ cao tổ chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thọ trì đọc tụng như giáo tu hành thì nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy từ lâu đã học đại thừa, thiện căn thành thục, cúng dường nhiều chư Phật. Phụng sự nhiều thiện hữu, trong các gốc đức mới có thể thành thục được việc như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập như lý tư duy, vì người diễn nói thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy hoặc đã được thọ ký quả vị đại giác ngộ, hoặc sắp được thọ ký quả vị đại giác ngộ. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy như đại Bồ Tát trụ địa vị bất thối mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột do đó được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể tin hiểu sâu xa thọ trì đọc tụng như lý tư duy theo giáo tu hành vì người diễn nói Bạch Thế Tôn thí như có người đi qua cánh đồng trống vắng, ngang qua đường hiểm hàng trăm do tuần, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm trăm do tuần, thấy các cảnh quang báo trước có thành ấp kinh đô, đó là cảnh mục đồng chăn trâu vườn rừng ruộng nương, vân vân, thấy các cảnh ấy rồi liền nghĩ là thành ấp kinh đô cách đây chẳng bao xa, nghĩ như vậy rồi thân tâm thư thái, chẳng sợ ác thú ác tặc đói khát bạch thế tôn các đại bồ tát cũng lại như vậy nếu được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa này thọ trì đọc tụng như lý tư duy phát sanh tin hiểu sâu xa thì nên biết chẳng bao lâu sẽ được thọ ký hoặc đã được thọ ký mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột đại bồ tát ấy không sợ rơi vào địa vị thanh văn độc giác vì sao vì đại bồ tát ấy đã được thấy nghe cung kính cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa cảnh giới của quả vị giác ngộ cao tột lúc bấy giờ phật bảo xá lợi tử đúng vậy đúng như ông đã nói ông hãy nương vào phật lực để tiếp tục diễn nói khi ấy xá lợi tử lại bạch phật bạch thế tôn thí như có người muốn xem biển cả lần lượt đi đến trải qua nhiều thời gian chẳng thấy núi rừng liền nghĩ rằng nay thấy hiện tượng này biển cả chẳng còn bao xa vì sao vì hễ gần bờ biển thì đất thấp dần nhất định không có núi rừng khi ấy, người kia tuy chưa thấy biển nhưng thấy hiện tượng gần biển hoan hỉ nhảy nhót. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cũng lạ như vậy nếu được nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa này. Thọ trì đọc tụng như lý tư duy, phát sanh sự tin hiểu sâu xa, thì đại Bồ Tát ấy tuy chưa được Phật hiện tiền thọ ký người vào đời sau trải qua số kiếp như thế hoặc trải qua trăm kiếp hoặc trải qua ngàn kiếp hoặc trải qua trăm ngàn kiếp cho đến hoặc trải qua trăm ngàn ức kiếp sẽ được chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột nhưng nên tự biết việc được thọ ký chẳng còn xa vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy đã được thấy nghe hiện tượng của quả vị giác ngộ cao tột trước đó mà cung kính cúng dường thọ trì đọc tụng như lý tư duy bát nhã ba la mật đa sâu xa.